và một mùa hè cực kỳ khắc nghiệt khiến cho cháy rừng diễn ra khắp châu Âu và khiến cho hàng chục ngàn người phải đi sơ tán. Trong khi đó, tại Mỹ vào tối ngày 16 tháng 7 theo giờ địa phương ít nhất đã có 6 người thiệt mạng khi một trận bão cát gây ra vụ tai nạn liên hoàn đối với 21 xe ở trên đường cao tốc hạt Big Horn của bang Montana của nước Mỹ. Hiện tại nguyên nhân vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra. Truyền hình địa phương đưa tin vụ việc đã khiến 8 người bị thương và các nạn nhân đã được chuyển tới bệnh viện lân cận. Đây được xem là một trong những vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng nhất tại bang Montana. Sau vụ tai nạn, cơ quan tuần tra đường cao tốc của bang Montana đã lập tức có mặt để điều tra sự việc. Theo thông tin ban đầu, trận bão cát này là hiện tượng thời tiết hiếm gặp. Tuy nhiên, nhà chức trách cho rằng trận bão cát này sẽ không gây thêm nguy hiểm cho người dân.